Hey guys. I'm bored. Why are the pictures square when the camera lenses are circle? No one knows. Bye. Tự nhiên đừng có rửa, đừng có rửa, tại vì đã rau mà rửa là nó hư, cho nên phải để khô vậy. Quấn báo vào tủ lạnh, dẹp tóc đi, bỏ tóc xuống, dẹp đi, ăn từ nãy giờ. I got it all on tape, mama. Cái xếp ở đâu đem lên á? Đem lên nữa hả Vy? Dạ, Vy and show why you keep moving. Ai, trời, cái đồ đó mà cứ đem lên ta chơi giống như đồ chơi vậy. I'm still recording. Look what Haley's dad brought home. Wow. Hello, geysers. You're wasting film. Đi xe hai quay để mày nó con đi xe ngứa mắt thì không cái đường có một mình nó chạy xe hay sao cái đồ mà đúng là mày ở trong cái góc kẹt giống như chuột ở mày cũng làm xin nha. Anh ba cũng thay mà. Anh ba cũng thay mà. Anh không ơi. Thay đi. Giờ đi đâu? Đi con gái hả? Ok. Con gái lên với kêu mấy đồ lưu niệm cũng à. Cũng tương đối với anh, nó mắc hơn. Có đồ lưu niệm ha. Đây là vườn cây nhà Kiệt. Này là cây peach. Coi nè, xây trái chưa? Cây này cây cây plum mà ghép có hai loại luôn, vàng với đỏ, với lại đỏ à. Một cây là hai loại. Wow. Wow.
Đây, về cái dạng đây. Dạng nho. Cây plum super ngọt. Lá chua ăn bánh xèo. Rau lang. Rau dền. Bầu. Mía. Viêm quay này cho má đi, quay này cho má chịu tao. Con quay con đừng có rung rung rung, con rung là nó đi vô tối nè con quay mới được. Sáng quá con quay không có thấy, quạng không có thấy cái màu đó, cái bông đó, con quay sát cho quạng coi cái bông đó đi. Đó, đó. Con quay ở trước mặt nó được không? Ở trước mặt iPhone này nè, iPhone á. Bông màu xanh này nè. Đó, vì nó cũng thích bông quá. Má này lâu dữ sợ đó. Cái kẹt chồng nha, cái lá chồng. Ta cho. Ta cho. Yeah. Trời ơi, lá cẩm còn nói ớt đâu. Không biết ở mà bắt gì. Bắt về lúc. Nó hạ xuống đó. Anh đó. Nó bay. Đó, nó hạ ngay đó. Cho nó sân bay cái đó hả? Dạ, sân bay cái đó. Nó hạ từ biển xuống vô.
cái thằng đó, thằng phi công nó lỗi phải không? Ừ, nó không có nghiệm mà. À, cái đó đi từ biển vô là dễ nhất phải không? Ừ. Mà không biết đi phải không? Không, tại nó xuống gần quá, chậm quá sao? Không, Hồng Kông mới sợ, Hồng Kông đi đâm ngay thẳng núi luôn, ớn chết, ớn xương gà luôn. Sân banh baseball nằm hướng nào kia? Gì? Sân banh của San Francisco Chai hả? Ờ, sân của Phone Nai phải không? À, baseball nó cũng ở đây ngồi đi ngang. 13 tuổi nó chơi ở nhà rồi phải không? Ờ, mà nó gái với ông mình sợ lắm. Bạn chơi San Francisco à? Đâu? Ba bằng ngoại ba cũng không an tâm. Tại vì có Trinh lên đây cho tao. Trời, nghe mấy cái nhà nhà hộp. Như cái hộp vậy đó phải không? Hộp mẹt á. Mát lắm anh ta ơi, đừng vậy đâu. Nhiều vậy mà cũng minimum là cũng 700 ngàn mà dữ vậy. Trời mưa rồi đi lấy gì lâu vậy hả? Kẹt đường. Bữa đó chắc là anh lấy về nã thở ha. Lấy về là rem ha, quên đó. Em tự nhà trên núi em ở nhà em ở đó. Cái nhà nào cái nhà đó mắc hơn nhà mình chứ bây giờ nè. Chị cái bãi máy sẵn này hồi quay cái City Hall đẹp lắm. City Hall nó màu nhìn nó màu vàng á. Trong cái show mà gì step by step không? Ờ à, đúng rồi. Làm step by step làm đây nè. Hai đứa kia trên đôi á. Cái twin á, cái show mà step by step á. Step by step. Let me sweet like that. No, cái show long. No, cái đó là mình tụi này nó nhỏ hai đứa nhỏ xin đầu tên gì bên này? Ashley Mackay. Ôi sẵn á. Đâu phải xếp bài tép đâu. Cái đó là gì mà. Chưa. Đây là cái nó tròn tròn ha. Vừa chị thấy cái nóc không? Thấy rồi. Xíu nữa. Ở đây hả? Bên ta phải, ta trái. À. Quay đi. Từ từ. Cái hồi này đưa nhà được cây đèn đá. Giờ có bóng mát này, có bông. Ủa dễ trồng á. Tỉnh này là chơi game. Tỉnh là chơi game. Hồi xưa thấy nó trắng bóc rồi ha. Sao thấy đường quay này? Trắng bóc rồi chứ không có thích anh đâu. Đó, đó hả? Vì cái này vì. Wow, bực. Cái nóc nữa không? Yeah, gold plating on the top. Trắng cái bằng vàng á. Nó mà vàng mà. Ừ, mà vàng á. Real gold hả? Thiệt hả? Đó, cái này ngày xưa mà hồi mà Gold California Gold Rush á. Ờ Gold Rush á. Dạ dạ. Ồ gâu không ha, đó chứ. Bên này Opera House. Zoom lại em xin lại coi gâu á. Bên này Opera House đó thì anh ba. Nãy khi vừa Opera House á. Ồ cái đó mắc lắm á. 170 mấy đồng vé. Vô coi anh ăn chấm cái lương hả? Ừ, nhưng mà vé đó hả, vé hả chót á. Trời. Ồ, mấy cái này là real gold luôn ha. Hả? Wow. Hồi đó là thủ phủ của California ở San Francisco. Có 72 độ đó không? Ngoài trong bên kia tắm nãy không? Một hồi ngày ngoài vừa lạnh đó. Nãy giờ nói chưa bao nhiêu mà bây giờ ghi lạnh đó. Ủa gì vậy? Việt Nam làm cái tên kìa. Không,
hai câu gì qua. Đúng rồi, quay ờ, đúng rồi, ông na chưa tới xe. Quay ở tòa lãnh sự Việt Nam đó hả? Ừ. Ông qua đây má biểu quay gì cho bác coi. Chuyện gì vòng qua coi được không thể? Vòng qua. À vòng qua có không biểu tình gì vậy? Không được, vòng qua chút xíu vòng lại không có được rồi, khỏi. Được. Vũ quay gần đi. Chị xin lên cho chú làm vũ. Vũ quay. Đây đang biểu tình ông Trương Tấn Sang nè. Đang biểu tình ông qua hôm nay nè. Qua đi, qua đi cho chớ. Rồi đang quay, đang quay. Chỗ đó là chỗ gì vậy anh? Tòa lãnh sự á. Tòa lãnh sự đó, anh biết tòa lãnh sự đó đâu. À. Quay đi. Rồi nghe rồi, quay rồi. Đóng chưa? Wow. Đúng rồi. Cực khổ quá, còn ba da bọc xương không à, nó cho gì đó, chết cho gì đó. Malaya Nail Salon. Này nhìn sao đâu có trang vậy chứ. Trời nhà thờ đẹp kìa. Ừ, đá nha. Chôm vậy? Bông đỏ hổ nó có hai loại, bông đỏ, bông hồng nữa. Ủa? Yeah. Hôm nay chụp hình rất đẹp. Nó sương mù nè, trời hết rồi, sương mù nè. Wow, nó che bớt xe cái cầu luôn phải không? Con đường dây đó. Ờ, sương mù che cầu luôn rồi đó. Che gì mà đẹp. Đó là tháng vị. They covered the fog. I know the fog. Maybe we lucky they leave it up, you know. It look good nice, you know. Wow, they don't want fog like this, huh? Người nào có lấy một chủng nó chết chết rồi. Còn cục kia mà bị chị đi em. Đó là anh mà anh mang dép lịch. Tại nãy ở trong nhà đang nấu. Giờ sập nắng rồi. Ừ. Wow, hôm nay đông nha, chơi còn gánh ở đâu nha. Chai ni á, quá trời kìa. Ôi chết rồi đó. Chị... Ồ, hôm nay chai ni qua không nè. Chai ni này nè, nó ở đây chứ. Đó là chấm cái đá nè. Bữa giờ mình chưa cái tấm nào có mày gì. Lần lần xíu rồi, lần lần xíu. Được rồi, hai lúa lên thành phố. Nhìn tướng thấy lúa. Nè anh ba vô cái gì đưa chụp cho anh gái nè. Mời cho đấy, đẹp lắm bà đó. Okay. Chị sọt vô luôn đi, không có lạnh đó. Thôi được mà. Maybe wait in a bit, đứng chích ra. Chích ra kia mới quay chứ.
Ôi, hai vợ chồng đứng lên đi. Để con nhìn đây. Đây là đảo Alcatraz nè. Mà nhốt Acapulco. Không gió không sao, không gió đâu bạn. Hiện tại bây giờ là 65 độ, lạnh đang teo. Bữa giờ mình chưa đi. Ừ, 65 độ, lạnh đang teo mà teo từ từ chứ có teo. Ồ, lấy cái đạn lấy. Rồi em, ba ơi coi quay lại kia. Miss Alcatraz Island. Quay. Rồi. Bóng gì đây Huy? Oh, yeah. cái hộp gì trong này nè. This bike is not good. Ừ, giống cái đậu á. Có chừng đâu. Mình đứng lên, hai đứa đứng lên các bạn á. Ờ,
vậy nó giống như dạng cầu treo ha. Ở dạng cầu treo mà anh đứng cái này khúc khúc vậy đó. Chụp đi ba chụp hình. Cái màu đẹp nha. Rồi ba. Biết wow. Rồi, nhưng mà mình phải chụp chỗ nào? Có mình để ngang chụp cho nó rộng. Đơn. Cô sợ đấy. Ô cái áo của sợ. Không, mình không có dai trong này. Nó muốn chocolate. Này là Walt Disney Museum. Có đẹp chưa? Wow. Con kiệt làm gì? Trời, cỏ này nằm cũng êm nữa cho nó chị. Ừ. Em đi cái chừng nó lúng xuống anh. À. Hay vô nhà nhà hay là ăn ăn tách luôn.
Vô. Giống ta ai con luôn đấy. Ở đi kìa, tên phố. Muốn cho Huy ăn cái gì đi, nó nói rồi. Sao cho Huy nè. Quỳnh nó muốn phát phố rồi à? Ok. Rồi, mình đi cái nào. Chào chị Quỳnh. Chị Quỳnh đang lên trao đời cái bánh mì nè. Alright, what do you see there? See you, lion, see you. We all have that. There's so many gifts up there. I know. Oh, more. Третий человек в Америке overweight. Guys, they will. You see one of them already. Okay, that's how easy it is to find they are. Đi đâu rồi, đang ăn rồi đúng không? Hello, no. This is Namsha. Còn gì kìa? Tiếp theo. Có nhiều người á, không phải thằng nghèo đâu. Cô đây chưa được đặt lại. Trời, người ta đi chơi thiệt nhiều. Tới đây không có khỉ gì mà ngồi đi dễ chăng ừ. Mình bay ngồi xuống nè. Con đêm đẹp lắm. Con đêm mà nó có đèn á, LED á, nó chớp. Ủa, trong này 2 tầng luôn hả? Trời ơi, nãy giờ biết á. Có cái xe chạy dưới nữa. Dưới nhiều cái mà đồ của dịch vụ qua nhà ta đứng rồi cả này. Cái này cả ngon biết luôn mà em về. Sao đây đông đô mấy không
treo 2 tầng. Nghe bên làm nhảm vậy. Thôi, cà phê thể ớn. Dạ. Chuyện baseball. Hả? Đúng. Chuyện baseball này. Mấy tuổi? Trời. Lột bít mà cũng ăn dụng nữa trời. Sáng sớm bít. Cái nấu gì lên? Rồi anh xèo hả? Xong rồi bây giờ ngồi vô bảo trổ tài cho Hà coi. Hà bà cũng là vua bánh xèo mà. Ồ vậy hả? À. Nó đổ nó lấy bột ấy ha, bột mịch bột bột hương lên. Bột pha sẵn á hả? Ờ hả. Cho nên làm sao? Con này làm sao bột?